Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay là các bác mẫu xe đạp địa hình XDS Kinner 800, một dòng xe đạp khung nhôm được sử dụng vành bánh là 27,5 inch và một bộ group chuyển động là dòng Shimano DOG. Đây là dòng M6000, một cái dòng DOG đời mới được trang bị trên chiếc xe. Thì hôm nay về một chiếc xe khung màu vàng rất là thể thao và cực kỳ là đẹp, tông màu vàng các bác có thể nhìn trên hình. Tổng thể xe thì còn rất là đẹp các bác nhé, hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả, chỉ có những cái chỗ lấm chấm nắm tăm tăm một tí do đã qua quá trình sử dụng và vận chuyển về nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn tổng thể xe thì còn rất là đẹp, cực kỳ là mới. Khung nhôm thương hiệu XDS, một thương hiệu mà đã rất là có tiếng trên toàn thế giới rồi, một thương hiệu mà chuyên cho ra đời những chiếc xe đạp cấu hình cao này, và giá cả thì rất là hợp lý. Thì chiếc này em về cũng vậy, nó là một chiếc xe đạp được sử dụng khung nhôm là X6 các bác nhé, khung nhôm X6 và bộ chuyển động toàn bộ là Shimano DOG. Dòng này là dòng M6000 Dynaship các bác nhé, dòng đời mới, dòng DOG đời mới, và nó có một cái khóa, các bác có thể nhìn thấy cái khóa để khóa lại cái hành trình đạp nó không bị nhảy xích các bác nhé. Thì là dòng đời mới nó sẽ có cái loại này. Gạt đĩa thì cũng đã được cải tiến các bác có thể nhìn hai con ốc nó thành lục giác như này thì các bác có thể nhận biết được nó là đời mới này. Và đời cũ thì nó là ốc bốn cạnh, ốc tua vít bốn cạnh, còn đời mới là nó thành ốc lục giác. Đây, và nó chỉ có hai tầng đĩa thôi các bác nhé. Đây, dòng đời mới thì nó sẽ có hai tầng đĩa. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị bộ tay bấm xả DOG này. Và phanh của xe là phanh dầu Shimano các bác nhé, phanh dầu của Shimano. Và nó có sẵn một cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Thì toàn bộ chiếc xe là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Từ giảm sóc này, giảm sóc của xe là dầu thủy lực và cũng là nguyên zin theo xe luôn, XDS Kinler. Vành bánh, vành nguyên zin, vành 27,5, sử dụng quả lốp của Kenda. Bản lốp là 1.95 nhé, các bác có thể nhìn vân lốp này, còn rất là mới. Chủ cũ là họ chỉ đi lướt lát qua chiếc xe rồi họ bán lại nên là giữ cái độ mới này, còn rất là tốt. Toàn bộ là nguyên zin nguyên bản hết. Clip 10 tầng, 2 đĩa cho xe 20 tốc độ khác nhau. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Sẽ đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, là 43 cm từ khóa yên tới tâm cổ phốt 55 cm. Thì size là 17 inch các bác nhé, sẽ phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Đó, bộ chuyển động Shimano DOG 10 lít, 2 đĩa chuyển động thì rất là mượt rồi, các bác có thể nhìn trên hình. Kỳ là mượt mà rồi. Và xe thì đang được bán với em mức giá là 8.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.